Xin chào tất cả các bạn, mình xin được giới thiệu, mình tên là Nguyễn Văn Tần và hiện nay mình đang là diễn giả đầu về đầu tư giá trị và tăng trưởng số 1 ở Việt Nam. Và tôi bắt đầu chia sẻ cái kiến thức này ra cộng đồng bắt đầu từ tháng 1 năm 2015 và đến nay vào tháng 6 năm 2016 thì tôi đã chia sẻ được cho trên 5.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh và đã có hơn 400 người theo học những cái lớp chuyên sâu của tôi. Và theo học những cái lớp đó gồm có những người là bạn là sinh viên, cũng có các bác sĩ, có các luật sư, có những người là công chức nhà nước và có cả những giảng viên đang giảng dạy về tài chính ở trong các trường đại học. Và họ đã đạt được những cái thành quả rất là cao trong cái đầu tư của họ, làm cho tôi rất là hạnh phúc với điều đó. Và trong quá khứ thì tôi cũng sinh ra trong một gia đình nghèo và tôi không có được cái điều kiện để đi học đại học như mọi người. Tuy nhiên tôi cũng có 20 năm tôi khát khao kiếm tiền và tôi đã có 20 năm vật lộn khó khăn ở trên thị trường để kiếm sống và thành lập doanh nghiệp điều hành kinh doanh của mình. Nhưng mà có một sự thật đó là hầu như tôi không có kiếm được tiền. Tôi cứ kiếm được tiền hôm nay thì tôi lại mất sạch vào ngày mai. Và năm 2010 thì tôi lâm vào cảnh phá sản nợ nần. Và trong cái khó khăn đó thì tôi đã đi tìm cái con đường để tìm nguyên nhân tại sao mà doanh nghiệp của tôi nó cứ xây dựng lên rồi nó lại phá sản như vậy. Và tôi đã may mắn học được một cái kiến thức về tài chính. Tôi nhấn mạnh là cái kiến thức về tài chính. Tôi phát hiện ra là có rất nhiều người họ có nhiều bằng đại học nhưng mà họ cũng không thành công được. Họ có nhiều bằng đại học nhưng họ không giàu được. Và tôi đã đi tìm cái con đường tại sao doanh nghiệp của tôi cứ xây dựng lên thế và thất bại như vậy. Và tôi đã học được kiến thức là người thông minh về tài chính mới là người có tiền. Và người thông minh về học thuật họ chỉ giỏi về chuyên môn thôi chứ thực sự họ không có tiền. Và tôi đã say đắm trong cái kiến thức đó và tôi đã lý giải là tôi chỉ làm việc đó 3 năm và tôi đã đạt được tự do tài chính. Tự do tài chính ở đây tức là mình không cần phải làm việc nữa mà mình vẫn sống được theo phong cách mà mình mong muốn, bất luận là cuộc sống của mình kéo dài bao lâu. Và khi tôi đã tự do tài chính thì tôi không cần phải làm cái công việc mà mình phải làm nữa, thì tôi bắt đầu đi lang thang và tôi nhận thấy là có rất nhiều người cần sự giúp đỡ để chia sẻ cái kiến thức này ra bên ngoài. Và cứ như vậy ngẫu nhiên trở thành những cái lớp học, tôi đã giúp được rất nhiều người đạt được cái thành quả tài chính của mình. Năm 2015 các học viên của tôi có những người họ đã nhân đôi tài sản của mình, 1 tỷ thành 2 tỷ, 50 triệu thành 100 triệu và làm cho điều đó tôi rất hạnh phúc. Và tôi cảm thấy cái sứ mệnh của tôi trong những năm tháng còn lại của cuộc đời là đi chia sẻ cái kiến thức đó ra bên ngoài. Và hiện nay khi tôi làm cái chương trình này thì tôi đang ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trong một cái lớp học về đào tạo về kinh doanh du kích. Và tôi rất là happy với những cái kiến thức mà các diễn giả quốc tế họ chia sẻ với tôi. Tôi nghĩ ngay đến các bạn ở Việt Nam, tôi nghĩ ngay đến cái việc mình phải làm cái gì đó cho Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng việc chia sẻ các cái kỹ năng để quản trị doanh nghiệp, cái kỹ năng để xây dựng doanh nghiệp, kỹ năng để bán doanh nghiệp đi, kỹ năng để quản trị tài chính của doanh nghiệp là tối cần thiết đối với bất kỳ ai khi làm doanh nghiệp. Có rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam họ đã xây dựng đến 25 năm nhưng họ cứ đập chân tại chỗ. Và 90% các doanh nghiệp họ đều mất tích sau 1 năm thành lập. Và cái điều đó làm cho tôi cảm thấy là tôi có thể góp cái công gì đó và giúp Việt Nam rất nhiều. Và nếu như bạn xem cái chương trình này mà bạn cảm thấy là đây là cái chương trình có ý nghĩa cho bạn thì tôi nhấn mạnh là đây là cái chương trình mà quốc tế họ đào tạo. Và đây là những cái người bạn ở Việt Nam, có hơn 200 người các doanh nhân ở Việt Nam đã đến cái chương trình này để học. Và tôi thấy là cái việc tất cả chúng ta đều góp công xây dựng đất nước là cái điều rất quan trọng. Và nếu bạn quan tâm đến doanh nghiệp của mình, nếu bạn quan tâm đến vấn đề xây dựng tài chính cho doanh nghiệp là một điều cần thiết và có thể giúp cho bạn đạt được cái thành tựu về tài chính cũng giống như là giúp cho rất nhiều các doanh nghiệp khác, thì tôi có một cái chương trình chia sẻ miễn phí cái kiến thức này. Tôi xin nói với các bạn là tôi mua cái chương trình này là 139 triệu tiền Việt Nam, nhưng mà về Việt Nam tôi hoàn toàn có thể chia sẻ miễn phí cho bạn. Nếu như bạn cảm thấy rằng tôi có thể giúp cho doanh nghiệp của bạn, nó sẽ up lại toàn bộ lý giải tại sao mà bạn lại quá bận rộn với công việc, nó lý giải tại sao bạn phụ thuộc quá nhiều công việc của mình. Nếu bạn đến chương trình này, tôi sẽ giúp cho các bạn nhận diện được những doanh nghiệp thành công. Bạn có thể nhìn một doanh nghiệp mà có thể biết được nó có thể thành công hay không. Và tôi nghĩ là cái điều đó là cái điều rất quan trọng để khi mà có một điều kỳ lạ đó là khi mà bạn thấy là người ta bỏ ra rất nhiều thời gian để đi học ở các trường đại học, nhưng mà bạn phải hiểu rằng những cái người giảng dạy ở trong trường đại học thực sự họ cũng không phải là thành công, họ chỉ học ở trong trường mà đi dạy mà thôi. Và ở đây tôi được học những cái kiến thức của những người thầy quốc tế, họ có trải nghiệm. Họ đã vật lộn nhiều năm ở trên thị trường và cái thành quả của hạt họ đạt được là cái thực tế của họ được minh chứng trên toàn cầu. Và nếu như bạn thấy rằng cái doanh nghiệp của bạn xây dựng nhiều năm mà không hiệu quả, hãy đến cái chương trình của tôi sẽ chia sẻ miễn phí cho các bạn. Tôi sẽ chia sẻ miễn phí mà cái chương trình này tôi đã mua đến, nếu tính cả tiền vé máy bay và khách sạn chúng tôi đã phải mua cái gói sản phẩm này gần 200 triệu. Và tôi nghĩ là khi chia sẻ cái điều đó sẽ rất tốt. Và đặc biệt tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái kiến thức về tài chính làm sao có thể nhận diện cho một doanh nghiệp tuyệt vời, nhận diện cho một doanh nghiệp tốt để bạn có thể điều hành doanh nghiệp của bạn theo ý muốn. Và hãy tưởng tượng rằng khi tôi chia sẻ cái kiến thức này cho bạn mà bạn vẫn không tham gia, tức là bạn không có bất kỳ thay đổi nào hết. Nhưng nếu bạn đến chương trình này, bạn sẽ nhận được đó là bạn biết cái doanh nghiệp của bạn đang ở đâu, bạn biết được tìm cách làm sao để cơ cấu lại tài chính của mình để bạn có thể thành công trong thời gian ngắn. Hãy tưởng tượng rằng bạn nghe, nhưng mà bạn tham gia thì 5 năm sau doanh nghiệp của bạn sẽ bùng nổ, hoặc là
nếu như bạn tham gia vào đầu tư thì cái quỹ đầu tư của bạn nó có thể tăng lên gấp nhiều lần, rất to lớn. Chỉ cần bỏ ra vài tiếng đồng hồ đến cái chương trình của tôi rồi, bạn sẽ học được rằng có những thứ thực sự không cần phải, nó thất bại bởi vì mình biết nhiều quá. Hãy quên những cái thứ mà bạn biết đi và hãy đến đây với cái đầu rỗng, cái kiến thức bạn học được rất nhiều trong chương trình này. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở Việt Nam. Chúng tôi đã đến chương trình rồi, chương trình họ bắt đầu rồi và tôi bắt đầu phải đi học rồi. Và tôi rất muốn khao khát chia sẻ, tôi sẽ học thêm và tôi sẽ chia sẻ các bạn ở Việt Nam. Các bạn nhất định phải đến nhé. Các bạn muốn doanh nghiệp của mình thay đổi, các bạn muốn cuộc sống của bạn thay đổi, các bạn muốn đạt được gì nhất định, các bạn phải đến chương trình của tôi. Bởi vì chương trình của tôi là chương trình duy nhất chia sẻ về nghệ thuật xây dựng doanh nghiệp một cách miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều.